Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, vua hài phim Hồng Kông Châu Tinh Trì chắc hẳn không còn xa lạ với quý vị và các bạn phải không nào? Ông đã để lại muôn vàn tiếng cười cho khán giả khi theo dõi những thước phim huyền thoại do chính ông sản xuất và đóng chính. Thời còn trẻ có rất nhiều mỹ nữ tham gia trong những bộ phim của ông, rất nhiều người nổi tiếng ví dụ như là Diệp Tử My, Trường Mẫn, Khâu Thục Trinh, Trương Bá Chi, v.v. Về sau cuộc sống của họ, người thì hạnh phúc viên mãn, người thì long đong khốn khổ. Vậy xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng Tin Tức Tinh Túy tìm hiểu thêm để biết rõ hơn về cuộc sống hiện tại của họ như thế nào nhé. Quý vị hãy ấn vào nút đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh, cũng như để nhận những thông báo mới nhất khi kênh có video về tin tức mới nhất dành cho quý vị và các bạn nhé. Nào, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi. Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi video. Người đẹp đầu tiên là Diệp Tử My, là người tình bốc lửa và có nhiều cảnh nóng nhất với Châu Tinh Trì. Trong ảnh, Diệp Tử My tự tin khoe dáng cùng Châu Tinh Trì trong phim Thánh Tình năm 1991. Bên cạnh đó, cô cũng gắn bó với vua hài Hồng Kông trong nhiều bộ phim khác như là Anh Em Trừ Yêu hay Truyền Nhân Của Rồng, v.v. Người đẹp sinh năm 1966, sở hữu thân hình nóng bỏng và đặc biệt là vòng 1 với số đo rất khủng. Nhờ lợi thế về ngoại hình, cô đào họ Diệp trở thành gương mặt vàng được làng giải trí săn đón. Không chỉ đắt sâu trong phim ảnh, Diệp Tử My còn là nữ hoàng ảnh bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng của Hồng Kông thập niên 90. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Diệp Tử My bất ngờ tuyên bố rút khỏi showbiz vào năm 1992 để theo đuổi bác sĩ Lữ Tích Chiêu. Do từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, bác sĩ Lữ không kết hôn với người tình màn ảnh của Châu Tinh Trì. Về phía Diệp Tử My, cô cam chịu sống chung với tình nhân, không hề có danh phận. Tuy nhiên, bi kịch ập xuống với cô đào nóng bỏng khi người tình đột ngột qua đời trên máy bay khi sang Mỹ công tác. Cái chết của bác sĩ Lữ khiến Diệp Tử My suy sụp tinh thần. Cô cũng không quan tâm tới tài sản của người tình. Ở tuổi 54, Diệp Tử My xuống sắc, gầy gò, ăn vận giản dị. Dù không hoạt động trong showbiz, song nữ diễn viên vẫn được giới truyền thông quan tâm mỗi khi cô ra phố mua sắm. Vâng, đó là Diệp Tử My. Người đẹp tiếp theo là Trương Mẫn, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân trong phim Châu Tinh Trì. Nhờ tham gia hàng loạt bộ phim của vua hài Hồng Kông trong thập niên 90 như là Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, Lộc Đỉnh Ký, Trường Học Uy Long, v.v. Thời xuân sắc, cô theo đuổi phong cách gợi cảm, thường xuyên xuất hiện với váy áo tôn vòng 1. Ở thời đỉnh cao, nữ diễn viên sinh năm 1968 tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng ví dụ như Thiên Long Bát Bộ, Thiên Sơn Đồng Lão, Ỷ Thiên Đổ Long Ký, Hoàng Phi Hồng 1993, v.v. Hình ảnh hiện tại của Trương Mẫn thì cô trung thành với phong cách tomboy, không đóng phim mà tìm niềm vui trong những chuyến đi du lịch. Người đẹp cũng thừa nhận bản thân có niềm yêu thích với thư pháp và đi xe mô tô phân khối lớn. Năm 2017, Trương Mẫn thừa nhận mình đang hẹn hò cùng một chàng trai trẻ kém 10 tuổi. Khi nói về tin đồn bao nuôi người tình, Trương Mẫn phủ nhận và cho biết bạn trai là nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim. Trong lúc sự nghiệp thăng hoa, Trương Mẫn lại từ bỏ tất cả để chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh từ năm 1996. Cô đầu tư vào bất động sản và mở trung tâm thẩm mỹ cửa hàng thời trang. Tuy nhiên, do không có kinh nghiệm, việc kinh doanh của Trương Mẫn phá sản vào năm 1999. Không những thế, cô còn bị bạn bè lừa mất một số tiền khá là lớn. Vực dậy sau chuỗi ngày thất bại, Trương Mẫn quyết tâm làm lại từ đầu. Giờ đây, công việc kinh doanh của cô đã thuận lợi hơn rất là nhiều. Sau khi công việc làm ăn ổn định, Trương Mẫn mới tìm thú vui trong những chuyến đi du lịch và dành thời gian cho đam mê của bản thân. Vâng, tiếp theo Trương Mẫn đó là Khâu Thục Trinh, thưa quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video nhé. Khâu Thục Trinh có cơ hội hợp tác với Châu Tinh Trì khi đảm nhận vai Kiến Ninh Công Chúa trong Lộc Đỉnh Ký năm 1992. Cô đào sinh năm 1968, tham gia nhiều bộ phim khác ví dụ như Sát Thủ Lõa Thể, Thần Bài Trở Lại, Ỷ Thiên Đổ Long Ký, v.v. Sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng, Khâu Thục Trinh còn được mệnh danh là nữ thần phim 18 cộng của Hồng Kông. Năm 1999, cô rời làng giải trí và kết hôn với Thẩm Gia Vĩ, một doanh nhân nổi tiếng và thành đạt. Ở tuổi 51, Khâu Thục Trinh có cuộc sống viên mãn bên cạnh chồng đại gia. Trước đó, ông xã nữ diễn viên vướng tin đồn công ty gặp lao đao vì dịch bệnh ở Vũ Hán. Thậm chí công ty của Thẩm Gia Vĩ phải sa thải một số nhân viên để tiết kiệm chi phí. Nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng về thông tin này. Đây là hình ảnh nữ diễn viên gợi cảm bên con gái đầu lòng Thẩm Nguyệt. Con gái Khâu Thục Trinh được cánh truyền thông săn đón vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thường tham gia các bữa tiệc trong giới thượng lưu ở châu Âu. Vâng, tiếp theo là Trương Bá Chi. Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì hợp tác chung trong bộ phim Vua Hài Kịch. Tới nay mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp.
Người đẹp họ Trương được coi là viên ngọc quý của làng giải trí Hồng Kông với nhan sắc xinh đẹp hơn người. Trương Bá Chi yêu và cưới Tạ Đình Phong vào năm 2006 đã có hai cậu con trai, tuy nhiên năm 2012 cặp đôi này đã ly hôn. Năm 2008 cô và Trung Hân Đồng bị lộ ảnh nóng với mỹ nam Trần Quán Hy, bạn của Tạ Đình Phong. Scandal ồn ào đã hủy hoại danh tiếng, sự nghiệp và hôn nhân của nàng ngọc nữ. Phải mất nhiều năm, nữ diễn viên mới vực dậy được sau scandal. Hiện tại Trương Bá Chi vẫn hoạt động trong làng giải trí, song cô không còn mặn mà với việc đóng phim nữa. Tháng 11 năm 2019, nữ diễn viên sinh con trai thứ 3 cho bạn trai bí ẩn. Danh tính về người đàn ông này luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, Trương Bá Chi chưa một lần hé lộ về bố của con trai thứ 3. Thậm chí Châu Tinh Trì hay là chồng cũ Tạ Đình Phong còn bị lôi vào vòng nghi vấn. Không những thế, cư dân mạng còn tung tin đồn vua hài Hồng Kông để lại 4.000 tỷ cho Trương Bá Chi và nhận con trai. Trước những thông tin này, cả nữ diễn viên và Châu Tinh Trì đều giữ im lặng. Vâng, đó là hình ảnh các mỹ nữ đã từng xuất hiện trong những bộ phim vô cùng nổi tiếng của vua hài Hồng Kông Châu Tinh Trì. Cuộc sống của họ có những người vô cùng hạnh phúc, cũng có người rất đau khổ phải không quý vị và các bạn? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Quý vị ơi, đừng quên ấn vào nút đăng ký ở phía dưới quý vị nhé. Ấn cả vào chiếc chuông bên cạnh để ủng hộ cho kênh, cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.